Chào mừng mọi người đến với buổi đào tạo kỹ thuật về các phương pháp kiểm tra dầu của team hỗ trợ kỹ thuật SHL Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu 4 phương pháp test điển hình đối với dầu phát nước 1. Đo pH 2. Xác định nồng độ 3. Phương pháp test đánh giá khả năng gây hư hại dầu hay chính là kiểm tra nấm mốc vi khuẩn 4. Dì xét Do thời lượng có hạn nên mỗi phương pháp test chúng tôi sẽ chỉ nói rõ được mục đích của việc test thông số kỹ thuật đó Phần quy trình test mong mọi người tham khảo ở phần trình bày trên slide Đầu tiên ta đi tìm hiểu về phương pháp test thông số pH. pH là thước đo nồng độ ion hydro, thước đo độ axit hoặc độ kiềm của dung dịch. Ta có thể đo pH bằng giấy quỷ tím nhưng độ chính xác không cao. Để đo pH chính xác, ta sử dụng máy đo pH điện tử. Vậy mục đích của test thông số pH là gì? Kiểm tra pH với ngưỡng thích hợp là rất quan trọng. Đối với dầu mới, đo pH giúp tối ưu hóa độ pH đối với từng loại vật liệu sử dụng như đối với nhôm pH từ 8,8 đến 9,4, đối với sắt pH từ 9,4 đến 10. Còn đối với dầu đã qua sử dụng đo pH sẽ giúp kiểm tra tính chất gây ăn mòn và dỉ xét cho phôi và sản phẩm. Môi trường dầu hòa tan trong nước là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật sinh sôi. Sự phát triển của vi sinh vật làm phân hủy dầu và các bộ phận máy công cụ sẽ bị dỉ. Ngoài ra, một số vi sinh vật phát ra mùi hôi thối, nghiêm trọng sẽ gây suy giảm môi trường làm việc bên trong nhà máy. Sự sinh sôi nảy nở của vi sinh vật có khả năng xảy ra trong các dung dịch có tính axit yếu đến kiềm yếu. Và khi quá trình phân dã diễn ra, độ pH sẽ giảm. Nếu độ pH cao cũng không tốt, vì vậy ta cần kiểm soát pH. Tiếp theo ta đi tìm hiểu về phương pháp xác định nồng độ. Kiểm tra nồng độ trong dung dịch gốc hoặc dung dịch pha loãng là cần thiết. Trong dầu cắt gọt pha nước, nồng độ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng làm việc phù hợp. Dựa vào phương pháp gia công và kim loại gia công để duy trì nồng độ phù hợp. Việc duy trì phạm vi nồng độ được khuyến nghị sẽ cải thiện khả năng làm việc, cải thiện năng suất, kéo dài tuổi thọ dầu, giảm chi phí, thải bỏ. Thiết bị để xác định nồng độ là khúc xạ kế Brix. Tiếp theo ta đi tìm hiểu về phương pháp xác định khả năng gây hư hại dầu. Vậy mục đích của phương pháp là gì? kiểm tra dầu xem đã qua sử dụng, có bị mục giữa hay không. Khi phát hiện nhiều vi khuẩn và nấm, sự phát triển của vi sinh vật trong dầu đã qua sử dụng có thể ảnh hưởng đến môi trường làm việc do bị thối giữa. Tiếp theo ta đi tìm hiểu về phương pháp xác định gì xét. Vậy mục đích của phương pháp là gì? một Đánh giá hiệu suất ức chế gì xét của dầu hòa tan trong nước. 2. Khả năng chống gì có thể bị ảnh hưởng bằng cách đánh giá khả năng chống gì đối với nước nói chung và nước cứng chống gì có thể được cải thiện thông qua các chất phụ gia chống gì nhưng cần phải xem xét lại độ dính theo tình hình hiện trường do thời lượng quá hạn hôm nay chúng tôi giới thiệu cơ bản về một số phương pháp test điển hình đối với dầu pha nước cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe nếu mọi người có thắc mắc hay câu hỏi gì mọi người có thể liên hệ với team hỗ trợ kỹ thuật qua email dưới đây xin chào và hẹn gặp lại